Tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì cũng khá là lâu rồi Duy mới được gặp lại các bạn ở một cái buổi chào xe như thế này. Thì bằng cách là ngày hôm nay Duy và anh Sĩ, hai anh em đang trên đường giao chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic này về Bảo Lộc cho anh Nam. Thì nếu mà các bạn có xem cái clip mà Duy giao chiếc xe C300 AMG về Đà Lạt cho anh Duy và chị Hòa thì chắc chắn các bạn cũng sẽ biết anh Nam rồi. Thì bằng cách là ngày hôm đó Duy và anh Nam, hai anh em cùng quay về lại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ghé Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng Minh Duy đặt cọc cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic này. Thì khoảng gần một tháng các bạn mới có được cái chiếc xe mà giống như là anh Nam ưng ý. Thì ngày hôm nay Duy mới bắt đầu là giao xe cho anh Nam đây. Thì thực ra trong khoảng thời gian này á, là tại sao mà lâu, rất là lâu Duy mới có một cái clip giao xe như thế này. Bởi vì là trước đây khoảng tầm 2 tuần các bạn, thì Duy có một cái chuyến đi giao xe ở Ninh Kiều, Cần Thơ. Thì Duy giao chiếc xe E200 Sport cho anh Đoàn. Nhưng mà ngày hôm đó Duy đi giao xe mà Duy quên mang theo cái micro, cho nên là những cái đoạn phim mà Duy quay á, Duy không có sử dụng được, cũng như là không up cho các bạn xem. Đó, thì bây giờ thì Duy mới bắt đầu là, nói chung là hôm nãy là tính là cũng quên cái mic đó, nhưng mà Duy nhớ lại quay lại nhà showroom để lấy cái mic. Thì một lát nữa khi mà đến nơi á, Duy sẽ gặp anh Nam giao chiếc xe này và cố gắng là quay là thật nhiều cho các bạn xem nha. Thì anh Nam rất là dễ thương các bạn. Thì cách đây hơn một tuần anh Nam có gọi, thì do ngày hôm nay thứ bảy á, thì anh Nam muốn giao xe ngày hôm nay để mà do là anh Nam để mà anh Nam không có đi làm á các bạn. Thì anh Nam cũng có chuẩn bị coi như là đồ ăn cũng như là mấy món nhậu để cho Duy và anh Sĩ ghé chơi. Thì một lát nữa khi đến nơi gặp anh Nam thì Duy sẽ cố gắng quay thật là nhiều cho các bạn xem. Anh Sĩ ơi, tới đây tới đâu rồi anh Sĩ? Cái này là đèo Chuối, là địa phận Lâm Đồng. Đèo Lâm Đồng thì chắc còn xíu là tới anh Nam rồi ha. Cũng gần tới rồi, tầm 30 cây hơn. 30 cây. Bữa giờ không có đi giao xe cho em, anh Sĩ có đi giao cho các bạn nhiều không anh Sĩ? Có, mình cũng đi giao cho mấy bạn treo á. Thì đi giao cho mấy bạn thì cũng ghé ăn cơm, thì có mấy bạn cũng nhận ra mình, cũng nói chuyện, cũng giao lưu tí. Cảm thấy cũng bất ngờ mà cũng thấy vui vui. Vậy hả? Vậy là mấy bạn nhận ra anh Sĩ sao? Đúng rồi, chắc là hay xem clip của Duy đó. Mình thì đi giao xe thường xuyên với Duy nên là biết thôi mà. Có hỏi em không? Anh đó có hỏi em không? Có thì cũng hỏi là dịp này thấy sao mà ít ra thế, là clip cũ không à? Chắc cả tháng nay cũng chưa có ra mà. Đúng rồi, do bữa rồi anh em mình đi qua đi mà không có mang theo cái mic á, không có ra được clip. Mới cách đây mấy ngày, nhiều 2-3 ngày.
nếu mà các bạn mà có thấy mà đang ở đứng ở trước ở trong nhà mà thấy mà chiếc xe mà vận tải mà chở cái chiếc xe Mercedes-Benz đi giao á thì đánh sĩ đó nghe các bạn. Đánh sĩ đó. Nhưng mà tiếc cái là hôm đấy chủ cơm tấm mà lại giao lưu với mình mà lại không có miễn phí cơm gì hết á. Ok. Ok, một lát nữa gặp anh Nam Duy sẽ quay cho các bạn xem nha. Hẹn gặp lại các bạn tại thành phố Bảo Lộc. Bây giờ Duy đang trên đèo Bảo Lộc thì các bạn biết là ngày hôm nay là ngày thứ bảy cũng như là đang trong cái mùa dịch đó, cho nên là những cái chiếc xe khách, những cái chiếc xe vận tải các bạn thì hầu như là bây giờ hạn chế rất là nhiều. Và mỗi khi khi mà lên đèo như thế này thì các bạn biết rồi, xe nó nối đuôi nhau để lên và đi rất là chậm, cũng như là xe thì nó qua mặt rất là nguy hiểm. Nhưng mà ngày hôm nay là Duy và anh Sĩ đi thì trên cái đèo Bảo Lộc này thì xe rất là ít, hầu như là phía trước mặt Duy cũng không có chiếc xe nào mà đi cùng chiều hết, cũng như là thỉnh thoảng hay lâu có mấy chiếc xe ngược chiều thôi đó. Thì đây Duy sẽ cho các bạn xem nha. Đó, mọi khi như thế này các bạn biết rồi, xe nối đuôi nhau rất là nguy hiểm ha. Nhưng bây giờ phía trước mặt Duy thì hầu như là cùng chiều thì không có xe khách luôn. Hôm nay đúng không gặp xe khách luôn. Nãy giờ mình đi không gặp xe khách nhiều không anh chị? Chứ mọi khi mình thấy xe Thành Bưởi với Phương Trang nhiều lắm. Đấy, mấy tuyến lên Sài Gòn Đà Lạt thì nhiều lắm mà nhiều. Bây giờ chưa gặp chiếc nào từ Sài Gòn qua đây. Các bạn thấy không, nó rất là vắng luôn á. Mọi khi đi đường đèo này thì đi rất là chậm cũng như rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay cực kỳ thoải mái luôn. Và khung cảnh ở đây thì các bạn biết rồi, nó cực kỳ đẹp ha. We'll be right back.
như là nó sẽ quét, nó sẽ dùng cái cảm biến nó quét nó mới cho vào, chứ không phải là không gì nó cho vô. Thông thường á là nó đậu xe giống như trong mấy cái tầng hầm ở mấy cái chung cư và mấy cái trung thương mại á, là nó có hai xe hai bên mình vô giữa ha, hoặc là đậu mà cặp lề như thế này nè, chiếc trước chiếc sau mình vô giữa thì nó sẽ vô cho mình, nó tự vô. Đúng rồi. À, anh chỉ việc bấm một cái thôi là nó sẽ tự động nó xây vô lăng, tự động nó thắng rồi, mình chỉ việc là xong rồi mình chỉ việc tắt máy mình đi xuống, còn lại mọi thứ là nó đặt. Còn như ve vô nhà thì mình có tự động? À, nếu mà ve vô nhà của anh Nam chỗ này á thì chắc là phải, tại vì nó sẽ không có quét được chỗ này đâu, tại vì xa quá. Còn cái số của nó là lên là mình ve, xuống là mình chạy, đúng không? Dạ. Nam chạy thử vòng đi Nam, quên nữa. Có gì đâu mà. Đây toàn tìm bối không mà. Để con. Nó hỏi cái này là còn cái B đó là mình nhấn vô hay là sao? Cái thằng số đó thì khi mà anh đạp thắng anh gạt xuống, D là chạy tới nè. Rồi anh biết rồi, gạt lên là lùi. À. Còn B là cái mũi tên đi vô đó, thấy không? Anh đang hỏi cái này nè. Đó, bấm vô là B đó, đó. Anh thấy chữ B nó có mũi tên đi B vô. B là tạm dừng đúng không? B là dịch đậu xe, đậu xe. Dừng á. Dừng xe là bấm này rồi. Dạ. Tại vì trên video là giới thiệu về kỹ lưỡng hết rồi nè. Dạ. Chỉnh đây các anh, chỉnh lắp thêm nhanh á. Còn lên anh vô số thì tự động nó sáng tay nó chạy thôi. Chứ không có cái nút đè xuống để thắng tay hả? Có cái nút lẩy á. Cái nút cái lẩy thắng tay là ở đây nè anh Nam. Nhưng mà cái xe của anh tự động hết rồi. Tự động không cần làm đúng không? Nhưng mà mình nhấn cái cho nó chắc cú được không? Mình nhấn anh nhấn vô thì được, nhưng mà anh mở cửa ra nó bê rồi nè, nó đậu thắng tay cho anh rồi nè. Còn cái màn hình này anh có thể là ra lệnh bằng giọng nói cho nó đó, ra lệnh bằng giọng nói luôn, nhưng mà anh phải đọc bằng tiếng Anh chứ nó chưa có tiếng Việt. Chẳng hạn như anh muốn là cái máy lạnh của anh cái quạt nó tăng lên hay gì đó, hoặc là anh muốn đổi cái đèn viền nội thất này, anh nói bằng tiếng Anh đó. Anh đây là lầy số đúng không? Cái số này lầy số. Yeah, số tay anh đi số tay, nếu mà anh đi số tay á thì anh bấm vô chỗ M giùm em, manual á là số tay, là anh lúc đó anh tự vô số, chứ anh không có, anh không có để xe nó vô số nữa. Thì cái này thì tính năng này anh sử dụng trong những cái đoạn đường giống như là mình trải nghiệm cho cảm giác lái nó thích hơn, hoặc là đi trên những cái đoạn đường đua mình muốn đi nào nhuyễn thì mình phải tính cái chuyện đó. Dạ. Hy vọng là anh nhấn vô đài ha. À, đây. Cái này anh tụt mà. Hoặc là anh nói tiếng Anh nó cũng nghe đài này, em hỏi thử cho anh nghe này. Radio. Anh nói là Hey Mercedes Radio. Này volume tăng lớn tăng nhỏ. Anh điện thoại nghe trên xe, bấm nút này. Anh kết nối iPhone vô thì nghe trên xe là nghe nè. Đẩy lên là nghe anh Nam. Samsung được không? Samsung kết nối được không? Được, Bluetooth thì được hết. Đây chứ gì? Mình cứ mở YouTube mình lên thôi là mình chạy, mình bị kết nối thôi phải không? Đúng rồi. Vô đây gì? Vô Bluetooth luôn. Rồi, lên rồi. Rồi, em bấm vô nút home ha, là ngôi nhà nè. Anh chọn vô dùm em cái chữ điện thoại. Rồi, ok. Rồi, connect device ha, kết nối ha. New device. Để lát nữa em chuyển là tiếng Việt. Em sao là máy anh là vô nó tự lên thôi. A6 đúng không? A6 đúng không? Em chọn A6. Quay vô màn hình anh sĩ. Rồi anh bấm ok giùm em đi ha. Trên điện thoại. Rồi, connect luôn ha. Connect luôn ha. Xong anh sĩ. Rồi đó, xong rồi đó anh. Trên màn hình anh Nam thấy có anh có Thủy gọi không? Anh Thủy gọi thử anh Thủy. Nè, anh Nam thấy nè. Rồi rồi, anh nói nè. Chồng nghe là đây tắt rồi đây đúng không? Dạ. Cái kem đẹp lắm nha. Còn cái bên này là cái này là giới hạn tốc độ, set giới hạn tốc độ. Giờ đây phải không?
Dạ, anh bấm lên, gạt lên. Đây, gạt lên. Đó, xong nghe đây. Để bấm vô. Hello. 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 Rồi, nghe hơi nhỏ đúng không? Hello. Nghe rồi, nghe rồi, ok. Rồi, rồi. Rồi mà nhỏ quá em nghe. Tắt xuống đây đúng không? Bấm xuống là tắt lên nha. Lên là tới rồi. Tự mình lấy số cái là tự nó nhả thẳng ra đúng không? Cả thứ mình đang chạy này, mình đang này cái bật số tới cái. Nhả tự nó nhả thẳng. Nhưng mà anh phải đóng hết mấy cái cửa này. Đóng hết cửa lại đến nhả thẳng đúng không? Còn cái khi mà mình về số B này cái bấm vô là về số B đúng không? Mình mở cửa ra là tự nó ấy lại. Dạ. Nó tự đóng khóa mình luôn, mình không phải nhấn động tác gì đúng không? Dạ. Đúng là nó có một cái nảy ở đây này đúng không? Xe khác là nó có cái nảy ở đây này đúng không? Đúng rồi, mấy xe khác nó có cái nảy gì đó. Ừ. Cái màn hình này mà không ấy thì mình sử dụng cái này. Dạ. Anh biết rồi cái này. Sử dụng này hết. Hoặc là anh cảm ứng cũng được. Dạ. Điều khiển này. Cái Apple trên cái dẫn đường nữa thôi. Lát nữa đi. Rồi mấy cái này thì đồ chơi rồi, thì cái bạt trùm đó chưa? Đây, cầm nhanh. Đây là cái gì? Ok. Còn mấy giấy tờ này, mấy cái sách hướng dẫn sử dụng này là sẵn trong đây hết. Đó rồi, biết rồi. Đây này. Thả mà em chưa lót rồi nha. Đây này kéo ra chứ không cần bấm đúng không? Còn cái này em kéo ra. Đó là cái gì? Cái lúc mình để đồ như này nha, mình để mấy đồ ngay cái này, đồ cắm cái này, cái này nó cũng rồi nha. Chưa. Đồ đồ cho là nó mấy nguyên thẳng. Rồi quần áo mẹt có không em? Rồi anh cái này chìa khóa anh đi mẹt. Chìa khóa này có, anh có chuẩn bị để xe cho. Chìa khóa này có chưa? Trong cái chìa khóa cơ của mình, trong cái chìa khóa kia. Ờ, nó có này. Thấy chìa ta. Dưới đây thì nó là bánh xe điện thoại nha. Nó anh vô sơ đôn chú là xe này lấy cái con mà mẹ gà nhất ở đó. Chị thở cho anh. Gà đâu không biết về đây nó đặt góp con khác. Nè bánh xe dự phòng nè. Bánh xe dự phòng này á, là bánh xe dự phòng để anh đi tạm thôi ha. Nó chỉ cho mình chạy tốc độ tối đa trong khoảng tầm là 80 km/h hay gì đó. Nó có để trong đây. Để trên bánh rồi. Ờ trên bánh. Nó cho mình chạy nhanh. Con đội nè. Rồi mấy đó thì biết rồi. Biết sử dụng không? Biết sử dụng rồi. Con đội này nó có thêm một cái cần nữa. Nó có cái cần dặn chứ. À, đao là đi xuống ha, úp là đi lên ha. Cái này mình đang muốn úp nè, úp mình để ra ngoài ha. Rồi nó đưa cái này lên cái gì? Nhưng mà có cái gì để kê vô để chống lên nữa không? Đây, ra đây em thử cho anh coi luôn ha. Đó này muốn mình biết. Nâng bánh là thay bánh. Thì bốn cái bánh xe này nó cũng có đều có bốn cái vị trí để cho mình thay cái này vô, để cái này vô. Anh Nam thấy ở chỗ này nè, nó có một cái chỗ mà để chúng ta đi con đội lên nè ha. Thì đầu tiên mình sẽ xay bằng tay trước. Mình sẽ xay bằng tay trước, mình không cần phải xay bằng cái đồ quay đó. Ha, đúng cái vị trí nha. Tại cái này nè, cái này nó đi đúng cái lỗ đó. Đúng lên ngồi phải đúng mới được. Còn không đúng là nó không. Cái này là khi mà anh bắn hết ví dụ năm con ốc của bánh xe ra rồi, mà bắn 4 con rồi, còn một con nữa anh bắn cái là nó rớt cái bánh xe xuống cái đùng, thì cái này mình phải đưa vô trước để cho nó lấy con ốc thứ năm ra thì nó sẽ không bị rớt cái bánh xuống, nó cạn lại ha. Nó chuẩn bị hết cho anh rồi, còn cái này là để mà mình dặn tắc kê nè. Còn cái này tay quay thì bật tay quay thì bật bộ gì đây.
đó anh Trịnh thôi. Cái họ không ra anh Trịnh đúng không? Còn cái này là cái móc cái xe ở trong đây luôn, nói chung nguyên bộ đồ nghề em để sẵn đây hết. Vô đó hả? Cái nút này là đậu xe tự động nè. Nhưng mà anh phải coi cái clip hướng dẫn của em anh mới biết. Cái này phải ve vô chứ không phải được phải 60-70% rồi nó mới bấm nó mới vô. Không, nó mới vô hết. Không, bây giờ mình phải ví dụ cái clip nằm kia mình phải bấm nó mới hiểu. Nó chỉ đậu trong những cái trường hợp như là xe phía trước phía sau thẳng vậy nè. Anh đi vô giữa là cặp lề, ghép lề. Thứ hai nữa là đậu vuông góc, là đậu giống như là 1 2 3 chiếc. Thôi vậy thôi. Đó, đậu dạng đó đó, anh đi vô giữa thôi. Mình biết. Chứ không phải là như không là nó đậu vậy anh. Đúng rồi, anh đâu có hiểu rồi nó đậu. Nó không hiểu, tại nó phải quét, nó sử dụng cảm biến nó quét. Ừ. Cái này thôi, nếu vậy thì đại ca muốn vô được cái đó có thì đại ca không phải cập vô tới cái kia rồi. Là cái đó còn hơi lâu á. Mấy số gà nè, ha, số máy nè. Thì ở đây có một số khung thôi, còn ở trong xe một số khung đó thì đăng kiểm. Thì cái này nữa anh đi ra, đi lấy lên bạn lên Đà Lạt lấy số á, thì anh đem theo nguyên bộ này, thì lấy lại một số máy nha, chừa lại một số máy nha, tới đây hai số máy nè. Không, người quen của anh nó giao lại một. Hai số máy này, một cái đăng ký, một cái đăng kiểm. Để mất là không có cà được. Rồi cái này thì em photo sẵn cho anh để mà anh làm giấy tờ hỏi đi photo nữa. Đi qua thế một, đi rút biển số một, đi ra thế em bỏ biển số một. Đăng kiểm không? Biển số là bỏ này, biển số là bản gốc thôi. Còn thuế nè, với lại đăng kiểm thôi. Rồi em làm dung cho anh. Thơm nổi em nghe, em nghe cái mùi thơm anh nói mới để ý. Nghe cái mùi giống như xá xị á, đó là gỗ này nè. Không, không đó là cây này nhá. Còn cái này phải xác thị không? Cái này mới vô xuống, cái này em xác thị luôn á. Cái này là nu luôn đó, em thấy nu không? Nè. Nu đen nè. Nu quế đó. Nu là sao anh em? Nu nó già, nó trùi lên đó. Mấy cái cục cụ hả? Ừ. Cái sồi lên hả? Cái sồi lên hả? Cái sồi lên hả? Ừ. Đó, hai nhà cao khổ. Nghe người thơm ghê luôn á. Lần sau nó đi xin nu nghe luôn á. Mai đế con. Lần sau á. À, anh phủ cái nước bóng này lên là nó không thơm nữa đúng không? Ừ, nhưng mà mặt sau nó thơm. Nó nghe mùi thơm rồi, mà cái sau đó. Nè, đúng rồi, nu lại ha, cái này nè. Mấy cái xoáy nè, anh sẽ thấy không? Nè, mấy cái xoáy xoáy này nè. Đúng rồi. Cái này nu sần ra nè. Sần nào ơi, cái này là nguyên một cái mặt gỗ luôn hả anh nè? Một mặt luôn đó. Cái này khoảng bao nhiêu năm anh? Anh bỏ tay á. Không có hỏi hả? Cái này người ta tặng anh em ha. Cái này em đã là cái đồng hồ đúng không? Ờ, đúng rồi, tính tâm cái đồng hồ vô thì nó lại mất chất tự nhiên. Thơm, thơm một xác sĩ lắm. Cái này, bên đây cái này là cái gì? Ủa anh Nam, cái này là nó tự nhiên hả? Ủa cái này chắc nó nằm dưới đất đó hay sao? Ví dụ như là một cái cây gà nó có ở đâu. Nhìn đẹp ghê không? Đẹp chứ quá là ra. Cái này gỗ gì? Cái này cũng gỗ khá xá xị luôn. Anh nghe mùi thơm xá xị không? Thơm giống xá xị luôn. Cái này anh phủ cái lớp bóng lên đây rồi đó. Còn cái mặt sau rồi nó không có phủ thì nó thơm. Đẹp chứ quá là chú. Gọi có làm gọi gì có làm có làm hả? Là nhập từ bên bên Lào vậy hả? Có làm thì nhập hết rồi. Nhập khẩu ở đây mình không mua được hả mẹ? Bữa nay mua nhập khẩu nó cấm cái cát của gõ này. Tất cả anh Nam xài là gõ hết hả? Gõ hết. Tiền gõ này chắc mắc lắm anh. Gõ này thì để gõ này mắc không? Cái vân này đẹp. Cái màu đẹp. Đây là bằng gỗ hết chứ. Đẹp ha. Nó vân lắm. Tay phòng mình cố. Đó, đi ngủ đây. Ô, lên đây đi con. Này có ban công hả? Tất cả ban công hết. Ai, ta làm gì này, cho nó xong. Thầy qua muốn làm gì? Chưa xong luôn. Thằng máy rồi ạ. Cho nên chưa ra để 5 năm nữa thì nó sửa chữa nhà
28, 28 tấm rưỡi mà làm thang máy là chịu chơi nha. Đây nữa à. Tại vì người ta 5, 8, 7, 8 là thang máy. 21 già đâu có bò được. À chưa sẵn hả? Mình nó già, nó già. Anh đi xuống Đồng Nai anh mua được á, cái này nè. Cái này cái người quen với địa danh chứ sao? Mối, tại vì nó dễ đi, tiền cò mất mấy triệu. Anh làm mấy tháng rồi mà giờ chưa xong nữa anh nè. Cái này anh làm thêm. Bữa rồi anh lên là có chưa? Bữa nay là chưa làm. Vậy hả? Bữa nay là xong, đã làm hết bữa nay là xong. Rộn hết luôn ha. Rộn không mà đẹp hết trời. Xong đây là chưa xong nè. Này chiều nó mát. Cái này không riêng là đóng luôn. Chiều còn mình tính làm. Phòng này anh tính đây làm gì? Ngồi ấy đó, ngồi chơi uống nước trà. Nhậu khách, anh em cùng hai ba người đi đi vô. Nhậu ha, nhìn cảnh đâu anh ha. Có thùng hơi hả? Không. Nhà có thùng hơi đấy kìa. Thùng hơi không anh sĩ? Nhìn giống chỗ massage ha. Cuối tuần là mệt mỏi luôn, ngồi xíu. Dạ hả? Này Sài Gòn lấy mắt cho anh. Sài Gòn xuống. Hay mấy triệu thì về không có mắt. Nhưng mà có hay xài không? Hay xài nhé, toàn tháng lên 3-4 lần nữa. Hai mấy triệu một cái phòng đó anh? Hai mấy triệu một cái phòng. Chỗ này là mấy mốt anh em là thang máy nè. Thang máy chờ sẵn. Có thang máy dùng cái này hả? Anh em thợ ngủ đây. Phòng karaoke nè, thợ ngủ đây ha. Thợ ngủ đây nè. Phòng nào anh cũng có làm ban công hết ha. Ban công trong ngoài hết ha. Trời. Sao cái lá nó bị gì vậy anh Nam? Lá vừa rồi quên tưới nè. Bị héo đọt nè. Quên tưới nó bị héo đọt. Dâu kìa, cái dâu kìa. Dâu trái sai mới. Ồ anh Nam, cây này kêu là cây tùng hả anh Nam? Cây tùng. Cái tùng là tùng, tùng gì vậy? Tùng bắt đi. Cây này nhìn bonsai đẹp quá vậy, dáng đẹp chưa? Cái miếng gỗ à, cái miếng này nó làm ảo đúng không? Ừ. Ồ, nghe thật ha. Cái này cái cherry nè. Cái này hả? Cherry thân gỗ, thân gỗ. Còn cây kia cây ấy kìa, cây nho mí, thân nho mí kìa. Cái này. Cái kia kìa, bên kia kìa. Cái này. Cái này là sao? Trồng thử nó có trái không? Mua cũng trồng thử nó có trái. Cherry ở đây trồng được không? Anh muốn trồng thử, chưa ra trái thì người ta nói có, không biết là mình trồng. Cái cherry Mỹ mà anh mình hay mua ăn á hả? Cái cherry là gì đó, họ nói là có trái, là một đất trong đồng mình có trái. Còn cái này cây cao tầm đúng không anh? Đáng quá trời. Nè, đáng quá trời. Cái sai lắm, nó mới rung xong nó ra mùa sau lắm. Ôi cái này sướng quá nhỉ. Cao tầm. Ở Đà Lạt, ở Bảo Lộc thì trồng được nhiều cái cây xíu lạnh mà ở đây Sài Gòn mình trồng được. Cái này xong không? Để rồi. Cái này xong không? Không. Cái này trồng hoa lan này được chứ Sài Gòn nó cũng được. Đó, Sài Gòn trồng không ra, không ra bông. Đưa xem cái tại nhà em cũng có mấy cái này nè mà không ra bông, cứ ra lá thôi. Tiếp. Anh nó treo lên chứ anh nó làm gì được đâu. Chưa làm được cái gì hết. Hồng quá trời. Nó treo lên rồi chứ chưa sửa soạn lại được. Thì muốn làm xong này anh bắt đầu chăm sóc lại không? Cái đó là anh đi gửi mà. Dạ. Anh đi gửi. Trọng này có cần kỹ thuật gì không? À, có chứ. Kỹ thuật, nó không phải cần kỹ thuật. Chứ không, nó nóng chứ. Thì nó nóng là nó thúi hết mấy này. Thúi nè. Đây là nó bị thúi. Thúi nè. À. Thúi nè. Mà mình mà
chăm nó thì mình xịt thuốc đồ nó ấy thì nó cây này năm sau là nó dài rồi. Cái này mấy Hà Lan này anh đang chơi lâu chưa? 6 ngày năm rồi. Cây này kêu là cây nam cây gì này? Cây gì? Cây tim nó cây gì? Cây nó cái thân nó ngộ ha. Nhiều lắm, chung là nhiều dòng lắm. Ở đây có giống nào đặc biệt không? Cái này là cái gì? 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 Ủa anh món này kia là món gì anh? Chuối. Chuối là gì? Xào sớt hả? Nấu giá cầy ha. Cái này là hấp. Không biết là gì, thì ngày hôm nay thì Di rất là vui bởi vì là không ngờ là anh Nam mà nhận xe xong thì anh Nam còn mời các anh em rất là thân đến mà chia vui cũng như là tải cho anh Di và anh Sĩ cái tiền coi như là rất là thần hoành tráng. Đó, không ngờ luôn, thật sự là Di rất là cảm thấy là rất là vui bởi vì là anh em đón tiếp quá nhiệt tình các bạn thấy không? Bữa làm cho con 6 kg còn 6 kg anh em rất là thân dễ thương, tính tình rất là dễ thương. Việc kinh doanh là một chuyện rồi nhưng mà cái cách nói chuyện là nói chung là cũng tình cảm, toát lên được cái tình cảm và lấy cái xe cũng biết chú anh rất là cảm ơn anh nhiều. Và đây là anh Toàn xóm anh thôi, nhưng mà lo 10% đó cho anh đó. Từ tay từ chân vô còn bao nhiêu tính là tính. Cảm ơn mấy anh hết nha. Ngay chả có gì tao sang hết. Cái này là đặc sản của núi Đồng Tây Nguyên. Quý lắm rồi anh. Cái này là rau sạch mít. Chỉ cái tay heo là ở trong đấy thôi. Thôi dùng đi. Cái này chưa gấp nào, gấp kem miếng này. Ăn thử miếng dồi trùng hương cái. Đây thuộc nuôi. Ôi. Đây là mít, đây là đặc sản của Bình Định. Bình Định. Có ăn người Bình Định hả? Đây. Anh người Bình Định hả? Là... ngồi đi, ngồi dùng đi. Dạ dạ. Với lại vợ em. À. Hai vợ chồng mình Bình Định hết mà. Dạ. Thôi cũng nhận cắt kiểu nào cắt nào đi chứ. Thôi anh cắt đi. Anh ngoan cắt nhà đi. Dạ. Thôi ngồi vô đi anh ơi, thôi ngồi vô con. Món này là anh em. Anh này là Duyên á. À Nam ơi, ngồi vô đây, anh Quyền đây, ngồi vô đây anh Quyền. Đây, cái món này là chỉ có ngoài kéo. Có cái kéo đen rồi ta. Cái kéo này cái cầm nó nhỏ quá. Nó lấy một cái ghế. Kéo này yếu quá, cám nổi quá. Kéo này yếu quá. Em ơi, nói Ngọc lấy cái kéo đằng trước á. Kéo bự ngay chưa? Bỏ xong chưa? Đó. Ở đây cái bi hồng đừng có bỏ lên nhiều quá thì nó bước. Nó kéo quá nó cắt. Đúng rồi. Được. Nhanh. 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 Cắt đi, cắt đi, cắt đi, cắt đi, cắt đi.
chắc không ngon ha. Từ cứ bình tĩnh. Con cắt bên kia không mẹ, mẹ nó sinh sống, nó sinh sống đây, lấy dao chặt sống. Tháo khớp đi, cái này tháo khớp đi. Tháo khớp. Thôi để chú ấy đi, anh em mình cứ đúng rồi, làm ra đi. Thôi, đấy, bấm vào chúng ha. Đây bên này có đây rồi. Rồi vô, mời đi. Thôi chúc mừng gia đình Nam này. Rồi, mời. Em mang cái chặt đi. Chặt đi cho nó. Đi ra đây là hát được cách từng miếng một. Bây giờ là 4 giờ chiều các bạn, thì bây giờ Duy và anh Sĩ mới bắt đầu quay về lại thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là cái lần giao xe mà Duy nói là lâu nhất trong tất cả những lần giao xe và cách đây và Duy đã quay cho các bạn xem. Đó thì 9 giờ sáng Duy đã đến nhà của anh Nam rồi, nhưng mà mãi đến bây giờ là 4 giờ chiều rồi thì hai anh em mới bắt đầu quay về lại thành phố Hồ Chí Minh. Đó thì bởi vì là anh Nam cũng như là tất cả những anh em cũng làm rất là nhiều món để mà đãi Duy và anh Sĩ, thì mình không nghĩ là anh Nam ảnh chu đáo và nhiệt tình đến như vậy luôn á. Đó thì một lần nữa Duy xin cảm ơn anh Nam cũng như là tất cả các anh em, và chúc cho anh Nam thì lúc nào cũng gặp nhiều cái thuận lợi, cũng như là với chiếc xe Mercedes-Benz này thì sẽ giúp ích cho anh Nam thuận lợi hơn trong cái công việc. Đó, thì bây giờ Duy và anh Sĩ về lại thành phố Hồ Chí Minh và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn có bất kỳ những quan tâm nào đến những cái dòng xe của Mercedes-Benz thì các bạn có thể là gọi trực tiếp cho Duy và số điện thoại là 0914653979. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn nha.